Trong cuộc sống hẳn sẽ có rất nhiều điều mà bạn mong muốn có được. Thế nhưng làm thế nào để đạt được chúng đây? Chưa có ai chỉ cho ta cách để đạt được thứ mà mình mong muốn cả. Thậm chí còn chưa có ai cho ta biết làm thế nào để biết mình muốn gì. Cuộc đời luôn tràn đầy những câu hỏi không có câu trả lời. Hôm nay mình sẽ đưa cho cậu câu trả lời mà mình đã tìm được trong khoảng thời gian gần đây nhé. Mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Đây là một trải nghiệm cá nhân đã thực sự xảy ra và nhờ đó mình đã đón nhận được rất là nhiều thông điệp. Mình mong cậu sẽ đón nhận video này như là một sự hỗ trợ để cậu cũng tìm thấy những câu trả lời cho mình về việc bản thân thực sự muốn gì và làm sao để có được thứ đó. Cuộc sống của chúng ta có nhiều điều huyền bí mà không phải ai cũng có thể giải thích được. Ví dụ như có thể có sự tồn tại của những người dẫn đường về mặt tâm linh, và cũng có thể có những cái sự tồn tại của kiếp trước. Và chúng ta thì đang trong một cái giai đoạn của những sự chuyển hóa. Khi ta ở trong một trạng thái thực sự tập trung, ta sẽ nhìn thấy những điều mà cuộc sống bình thường của ta không thể thấy được. Mình không thực sự biết trải nghiệm này đã bắt đầu từ lúc nào. Mình chỉ biết là sau khi mọi thứ xảy ra thì mình nhìn thấy mọi thứ thông suốt hơn rất là nhiều. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ vài ngày trước, khi mình đang chuyển nhà và cảm thấy sẽ thật là tuyệt nếu có thể mang theo một con gấu bông. Mình bỗng dưng nhớ đến chú thỏ bông mình được tặng vào Valentine năm lớp 7. Mình thực sự rất là yêu quý chú thỏ ấy. Nó mềm mại và có cảm giác rất là ấm áp, thân quen cứ như thể là đã ở bên cạnh mình từ rất lâu rồi. Thế rồi hôm ấy mình đi gặp một người bạn đặc biệt có một khả năng về thôi miên. Mình thì cũng không có quá nhiều kỳ vọng đâu, vì mình lúc nào cũng cảm thấy là cần phải dè chừng. Thế nhưng mình nói chuyện với bạn ấy cảm thấy rất là thoải mái. Cậu ấy bảo với mình rằng có một điều gì đó đã dẫn đường cậu ấy đến để gặp mình và để chia sẻ về trải nghiệm tiền kiếp. Thế rồi bỗng dưng cậu ấy hỏi mình là có phải đã từng mất một con gấu bông không. Cậu ấy nói rằng qua ánh mắt của mình có thể cảm nhận được đã từng mất đi một chú thú bông nào đó rất là thân thương. Mình hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cậu ấy bảo còn có những thông điệp khác mà có lẽ mình cần phải nhận ngay lập tức, thế nên cậu ấy mới liên hệ với mình. Thế rồi cậu ấy dẫn mình vào một trạng thái thôi miên. Ban đầu thì nó chỉ là những hình ảnh mà thôi, không được rõ ràng lắm, mà chỉ là những thứ thoáng qua, rất là mờ nhạt. Mình thấy mình đứng ở bãi biển, mình cảm nhận được cát, được gió, được không khí thoáng qua, và cả những điều tuyệt vời hơn nữa. Rồi cậu ấy đưa mình đến những hình ảnh cụ thể và rõ ràng hơn. Mình cảm thấy như đang bay bổng ở trên trời và được kéo về phía một cái luồng ánh sáng. Ánh sáng thì rất là ấm áp và mạnh mẽ. Nó bao bọc mình và khiến mọi thứ biến mất, chỉ còn mình và sự chữa lành ấm áp mà thôi. Có một cánh cổng. Trước khi cậu ấy nói hãy bước vào thì mình đã ở trong đấy mất rồi. Khung cảnh rất quen thuộc, thực sự là rất là quen thuộc luôn ạ. Đây là ngọn đồi mà mình yêu thích. Có thể là ở trong một kiếp sống nào đó mình rất hay đến đây. Rồi mình được dẫn qua các hình ảnh về cuộc sống của mình ở các kiếp sống khác nhau. Mình thấy được mình là ai, mình đã làm gì, ở vị trí như thế nào và nhận được tình cảm của mọi người ra sao. Tính đến thời điểm này mình đã trải qua 4 lần thôi miên và đi qua rất là nhiều kiếp sống rồi. Đúng như những gì ở trong sách viết, con người đã tồn tại rất nhiều đời và họ sẽ còn tồn tại thêm nhiều đời nữa. Không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Tất cả chỉ là những bài học mà thôi. Ở lần thôi miên đầu tiên, sau khi nhìn thấy hết cuộc sống của mình thì mình được đưa đến gặp một người bảo hộ tâm linh. Mỗi người đều sẽ có một người bảo hộ như vậy. Và người bảo hộ của mình thì trông khá là sống thần rớt trong những câu chuyện thần thoại. Ông ấy rất là to lớn và mình thì chỉ bé tẹo như là một hạt đậu ở giữa ông thôi. Mình đứng trên những đám mây bồng bềnh
có màu hồng và vàng nhạt ấm áp của chiều tà. Ông nhìn mình trìu mến và đưa cho mình một thông điệp. Ông nói về những việc mà mình sắp làm và bảo mình đừng có lo lắng gì cả. Mọi sự lựa chọn đều là chính xác và đều dẫn đến những con đường, những câu chuyện mới hoặc những bài học mà mình cần phải học. Chỉ cần mình tin thì mọi thứ sẽ tự dưng tốt đẹp mà thôi. Người dẫn đường tiếp tục dặn dò nhiều điều về cuộc sống. Mọi thứ đều cần thời điểm phù hợp, và cậu không thể cố gắng để thúc đẩy nó quá nhanh được. Và những người bảo hộ sẽ luôn ở bên cạnh để phù hộ cậu. Nên đừng lo lắng gì hết nhé. Hãy thật an lòng và bình tâm. Sau những trải nghiệm này, mình cảm thấy người nhẹ bẫng. Có vẻ như những gánh nặng quá khứ trước đây của mình đã được rũ bỏ hoàn toàn, và tâm trí có thể quay trở về với sự bình lặng. Đêm đó mình nằm suy nghĩ về cuộc đời và những thử thách mà mình và các cậu đã gặp phải. Chắc hẳn cậu cũng đã từng rất đau khổ đúng không? Nhiều người đã tìm đến với mình cùng những câu chuyện quá khứ cực kỳ là nặng nề. Họ bảo rằng đã có những khoảnh khắc họ cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi. Họ cảm thấy cô quạnh, đau đớn và tự hỏi tại sao lại là mình. Thế nhưng cậu có biết không? Hãy nhớ lại những bài học về nỗi đau. Đau không chỉ là một cảm xúc, nó là một bài học lớn. Và khi ta đối diện với nó với một tâm trạng bình tĩnh hơn thì ta sẽ có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Những người chịu nhiều đau đớn nhất lại chính là những người trưởng thành nhất. Và bên cạnh đó nữa, ta thật ra cũng không cần một sự chữa lành. Tại vì vốn chúng ta không hề hỏng hóc để sửa chữa. Ta chỉ cần học cách để chấp nhận những bài học đến bên đường đời của mình. Vũ trụ bảo rằng con người học liên tục, họ học không ngừng nghỉ, từ kiếp này sang kiếp khác, qua mọi chướng ngại vật. Và khi họ hiểu ra rằng họ đang học thì họ sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Nhiều người nghĩ rằng phải đi tu mới có thể tìm thấy bình yên ở trong lòng, hoặc phải có nhiều tiền, phải được nhiều người kính trọng thì mới là hạnh phúc. Nhưng cậu có biết không, thật ra không có điều gì trên đời này quan trọng bằng chính cậu cả. Giống như câu chuyện của Đức Phật, Ngài đã đi rất nhiều nơi, Ngài đã tìm thấy sự giác ngộ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng Ngài nói rằng ta có thể giác ngộ ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, chỉ cần ta biết cách nhìn vào trong và hướng vào chính mình. Ta dành nhiều thời gian để kiếm tìm hạnh phúc hoặc bất cứ điều gì bên ngoài, nhưng ta lại quên mất rằng thật ra câu trả lời lại đang ở bên trong ta. Những bộ bài của mình muốn gửi đến với cậu 3 thông điệp để tìm ra được thứ mà cậu mong muốn. Thứ nhất, đó là hãy yêu thương chính mình. Có nhiều cách để cậu yêu thương bản thân. Hãy bắt đầu với việc đơn giản nhất là thiền định. Khi tâm trí của chúng ta được thư giãn và tập trung, ta sẽ học được rất nhiều điều và cũng đón nhận được rất nhiều điều nữa. Và đồng thời, khi cậu thiền định cũng chính là lúc cậu gửi đi những thông điệp tới vũ trụ. Hãy nhớ rằng vũ trụ luôn lắng nghe cậu. Tất cả mọi điều mà cậu gửi đi, vũ trụ đều sẽ nghe và đáp lại. Mong muốn đủ lớn sẽ càng sớm thành hiện thực. Thông điệp thứ hai chính là hãy kiên nhẫn và chăm chỉ. Không có thứ gì tốt đẹp mà lại đến một cách dễ dàng và đơn giản cả. Mọi thứ đều cần thời gian để phát triển và đều cần một thời điểm phù hợp để đến với cậu. Chỉ cần cậu chăm chỉ và bình tĩnh thì rồi mọi câu trả lời sẽ đến bên cậu thôi. Cuối cùng là hãy tự tin lên nhé. Hãy dẫn dắt cuộc đời mình theo hướng mà cậu mong muốn. Đừng ngại thử thách bản thân, đừng ngại gian khó và đừng tin lời ai nói rằng cậu không làm được. Cậu rất giỏi, cậu rất tuyệt vời. Hãy tin vào sức mạnh của mình và cứ thế tiến tới thôi. Để có được những điều mình mong muốn thật ra rất là đơn giản. Đó là thông điệp ngàn đời đã được lưu truyền. Chỉ cần gửi đi một tín hiệu, một hạt giống, rồi chăm chỉ và kiên nhẫn thì rồi mọi thứ đều sẽ thành hiện thực. Giờ thì cậu đã biết làm sao để có được mọi điều mà cậu mong muốn chưa? Cảm ơn vì đã ở đây ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.